sĩ gặp khách hàng sau 24 giờ phẫu thuật và cái kết. Sáng ăn gì? Sáng ăn cháo. Sáng ăn cháo à? Ăn được hết bát không? Có. Hôm qua hết 2 bát. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thế ăn, ăn tranh phần của người khác à? Không, ăn bát nhỏ, bữa to. À, bát con này đó, nói xấu đúng không? Thấy chưa? Không có dân lưu. Đốc Tờ Sơn mổ đặc biệt không dân lưu. Cô nghe thấy cái việc em? Hè? Không có nghe quảng cáo. Nghe quảng cáo? Thì bây giờ thấy thật không? Ừ, đây. Thật là gì là không dẫn lưu. Chứ còn nhiều nơi là dẫn lưu. Đúng không? Đấy, không dẫn lưu. Ai về? Rất là đẹp nhỉ? Rất thích. Có thấy khó chịu gì không? Không. Đi lại được chưa? Cháu đi lại rồi ạ. Ừ. Dễ chịu hơn không? Dễ chịu nhỉ? Sáng nay ăn gì kia? Ăn được chưa? Em về được rồi đấy. Đi lại về. Ừ. Rút. Ừ. Đúng rồi. Ừ, xong đi lại nhé. Rút cả sông này nhé. Rút luôn. Rút sông này nhé. Rút cả thông tiểu.